Nhà một trệt hai lầu còn sân thượng nữa, chắc khó có căn thứ hai luôn. Hẻm 8 m có lề đường luôn. Quá trời ok ha. Rất là ok. Sân để xe. Mở bung cái cửa ra thì xe hơi chạy vô nhà. Diện tích chuẩn nữa xe hơi vô nhà hoặc tiện là vừa ở làm spa văn phòng luôn. Chắc là khó có căn thứ hai. Bếp rộng, sạch đẹp, lát gạch loại sàn như giả gỗ. Chuẩn 4-15 m. Cầu thang đúc rộng rãi, tiện khiêng đồ lên lầu. Lầu 1 hai phòng ngủ trước sau. Vậy chứ nghĩ thì cái phòng sau rộng. Phòng sau rộng. Toilet trong phòng. Phòng trước rộng cũng thiết kế theo kiểu khách sạn á, là kế bên hông chứ nghỉ rộng thì hai cái toilet đầu nhau luôn. Toilet nối nhau. Hai phòng ngủ đều có toilet trong phòng. Tương tự lầu này cũng vậy. Như vậy một trệt hai lầu, 4 phòng ngủ sân thượng. 4 5 vệ sinh. Giếng trời. Xe hơi vào nhà thoải mái, khu vực giặt, ủi phơi. Sân thượng sau. Rất là ok. Sân thượng trước rộng rãi. Tuyệt vời. Ông mặt trời. Căn này mà nhỉnh 10 triệu không thuê này chắc khó có căn nào. Rất ok nha quý vị.